Rồi, anh chào em, anh chào anh LTK, chào cô bác gần xa trên miền đất nước ha. Tại hôm nay lên được về được mười mấy cây phôi nha bà con, với có một cây hai cây thành phẩm nha bà con, như là cây tàn, mai tàn, kim quýt, nhật quế, với trứng thủy, với tứ quyến nha bà con. Rồi mong bà con ủng hộ ha, thương tình cho nào lâu quá chờ không lên clip ha. Số điện thoại của em là 0964752090 là cái số điện thoại Zalo của em nha bà con. Em tèo em cái sách Nhân Mỹ Sóc Trăng nha bà con. Rồi em vô cây hai cây là hai cây số không nha bà con, em bán cặp này nha bà con, bán rẻ cho bà con nha. Số điện thoại là 0964752090 là cũng số Zalo nha bà con. Giờ em vô cặp này em bán cặp này đi cho bà con rẻ rẻ bỏ ông chậu chơi ha. Rồi, là cây này là cây trứng thủy nha bà con, lá nhỏ lá chung, chiều cao này là nó một thước nha bà con, một thước chung nu, nó nu 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 cục cục gì nè. Em bán hai cây ha, hai cây cặp này ha cho bà con ha. Chiều cao rồi 1 mét bà con ơi, có đo rồi. Rồi cái này nó 26. Rồi con coi ha, qua bên đây cái này luôn, nó giá luôn ha. Rồi cái này ở đây là nó 1m4 nha bà con, 1m4 bà con coi. Em bán cặp ha, chưa vô để nó con. Bán cặp ha bà con coi, hai cây ha. Rồi cặp này là như số 0 nha bà con, bà con nhớ chữ số giùm cho em ha. Cặp số 0 nha, cây này cũng có đế nha bà con. Rồi em đo gì này ha, là nó 31 ha. Rồi cặp này em cũng bán Zalo bà con 300 cây số ha, là 1,8 triệu nha bà con một cặp ha. Một cặp hôm đó cặp số 0 là trứng thủy nha. 1,8 triệu luôn ha. Rồi 1,8 triệu một cặp, bao ship 300 cây số nhỏ hả? Làm luôn toàn quốc cho bà con cặp này luôn. Nghe em nói nhỏ quá tại nó chiều nó cao nè. Rồi xuống tới cây tứ quý nha bà con ơi, cây tứ quý là cây số 1 nha bà con, để ghi vô nhớ ha. Cặp nãy cặp số 0 nha, cặp này số 1. Rồi cặp số 1 nha bà con, cây này cây số 1 tứ quý nha bà con, nó một thân một cốt nha, chia tay đủ em cắt nó ra phơm hết trơn rồi nè. Cái bầu nè đó bầu cát nha bà con, rồi em vũ bầu em vô sơ dừa nha bà con, cứ yên tâm nha. Em bao sống cây này chưa, bao sống bà con 2 tháng đó, nhầm hay chân đang kéo nhựa đó. Rồi để em đo cái chiều cao ha, chiều cao nó 90 nha bà con, nó ra nhựa hết trơn rồi nè ha, nó ra nhựa hết rồi nè. Rồi để em đo cái hoành luôn, một cây em đo trên này cho bà con luôn ha. Rồi hoành này nó 36 rồi bà con. Rồi cây này em muốn Zalo bà con là 3 triệu nha bà con, chú bác coi giờ xem xét giùm cho em ha. Rồi tới cây số 2, cây số 2 có cái dáng siêu bye bye nha bà con ơi, cây số 2 là cũng cây tứ quý nha bà con. Cây tứ quý lắm, cây số 2 nha bà con ơi. Rồi để em đo nha, để em đo cái chiều bay cây nha. Rồi chiều bay cây của nó là 70 nha bà con, chiều đây xuống đây là nó 56 nha bà con ơi. Chiều bay 70, chiều xuống này là 56. Cây này có bộ đế sổ nha bà con. Rồi để em đo cái hoành luôn, hoành em đo cái chữ này ha. Đây em đo cái này đi, nó 39 nha bà con, 39 cái... Ủa 29 hả, 29 gì đo lộn rồi, 29 bà con ơi. Cái chiều sổ xuống cái cây cái đế rễ đó nè là nó 21. Rồi cây này em muốn Zalo bà con đó là 2.500.000 bà con, cây số 2 nha, cây tứ quý nha, dán vai coi cũng được nha. Rồi tới cây số 3,
Số 3 này cây mai này mai xù nha bà con. Xù nha, nó xù nó cũng muốn giáp hết rồi nha bà con ơi. Cây nó phong chi đầy đủ mà cây này em bứng không gài được 6 bữa, 7 bữa mà nó ra mầm dữ lắm rồi đó nha. Nó mạnh lắm nha. Nó xù hết. Bà con coi nha, nó xù hết trơn luôn đó. Xù lên tới trên này luôn, tới trên đọt luôn à. Ra hết luôn rồi nè. Bà con thấy ha, nè, đây ra này ha. Ha. Rồi hôm đó chiều cao cây ra, cây dáng siêu mà bà con. Chi tai đầy đủ hết. Rồi nè, 80, chiều cao 80. Quay quanh vòng cái đo cái hoành luôn bà con ơi. Hoành em đo hai vị trí cho bà con coi giùm ha. Cái sụ nở làm sao ha. Rồi, cái này nó 30. Dưới 30 ha. Trên cái cục sụ nó nở ra ha, là 40 nha bà con. Coi ha. Em quay sát cho bà con coi ha. Là cái khu này từ khu này lên giáp, khu này là xù hết luôn nha bà con. Trên nơi tới đọt ha, chi tay có đầy đủ luôn nha. Em quay quanh vòng nha, cây này cây siêu nha bà con. Rồi, cây số 3 này em muốn giao lưu bà con là 6 triệu nha bà con. Em bao 300 cây số ha. Có gì xa quá thì cái gì thương lượng nha bà con. Ờ, đế đầy đủ luôn. Đó, đế nè ra nè. Đế đầy đủ. Thường thường sụ thắt đế. Rồi. Rồi. Tới là cây số 4 nè bà con. Cây số 4 là cây kim, cây số 4 là cây cây nhiệt quế nè bà con. Cây nhiệt quế. Rồi em đo chiều cao ha. Chiều cao cây này nó cũng cao gì mấy đâu. Cái này có 50 với lại 49 bà con ơi. Nó có phong chi đầy đủ rồi, nó một cốt ở tầng đa nha bà con. Cái này cắt cũng vẫn được ha, mà tại em để gì cho nó mau, ta mau chơi, cắt nó nuôi lâu một chút. Rồi em đo cái chiều hoành luôn. Hoành đo cái chân này ha là 40 nha bà con. Coi dùm kỹ dùm em ha. Rồi. Cây số 4 này có giá là 1 triệu rưỡi luôn bà con ơi. Em cũng bao 300 cây số ha. Rồi tới cây số 5 là cây kim quýt. Cây kim quýt này nha bà con. Rồi đợt rồi sao quá không có chuyển cho người ta được ha. Sợ có nhánh nó cành nó gãy đóng thùng người ta đồ mắc quá bà con ơi. Rồi cây số 5. Không đo chiều cao. Cái chi của nó không là muốn bằng cái thân bà con, nó cổ. Rồi chiều cao này nó 40. Chiều cao 40, dáng này cũng dáng siêu. Này nó 20 nha bà con. Kim quýt mà kiếm 20 cái cốt này nè. Cái cốt cạnh ở trên này của nó không là nó 11 nha bà con. Cái chi của nó. Rồi cây này cây số 5 cây kim quýt nha bà con. Nhớ chữ số giùm cho em ha. Rồi cây số 5 này có giá là 2 triệu 500 ngàn luôn bà con. Rồi tới là tới cây số 6. Cây số 6 là cây si búp hồng nha bà con. Bữa nay nó ra đó, em để cho nó ra rồi mới bán nha bà con. Cây số 6 ha. Là si búp hồng nha bà con. Cây này trong chậu em rút ra bà con ơi. Nó ôm đá tùm lum lai không dám khu luôn ha. Nó có cục đá trên luôn nha. Si búp hồng. Đó. Mấy cái lũa này là em đánh hết trơn, mấy thằng này nó không có sao gì hết. Này nó già cây nha anh em. Đây nè, cục đá, nó đeo cục đá luôn. Em không dám gỡ luôn nha, bà con về có muốn gỡ sao gỡ ha. Rồi đo cho anh em coi ha. Chiều cao cây này nó 1m1 bà con. 1m1. Giờ này không biết đo hoành chỗ nào luôn bà con ơi. Cái chiều sổ của nó xuống. Sổ xuống 66. Đo cái thằng, đo chỗ này cho nó đi. Đo cổ này đi ha. Nó dễ. Đó cho bà con coi ha. Cho nó dễ nhớ là nó 27. Lên cây đi chú em ơi. 27. Non này nha bà con. Này nó là mô nó 101 nha bà con. Hết nữa coi. 101. Rồi.
Cây số 6 này muốn giao lưu, cây si búp hồng này là muốn giao lưu bà con là 3 triệu bà con. Rồi. Tới cây mai bà con, cây này nó cái bông của nó làm như là chủ nhà nói là 5 6 7 cánh vậy bà con ơi. Em đem về được cây mai này nó thành phẩm là tàn ok hết trơn bà con, mới đem về chủng qua nha. Đem về tới 2 3 cây là nghe bà con. Lâu lâu đem cây về nó hơi ấy bà con coi và ủng hộ cho em ha. Cây này nó đang lên xù nha bà con. Có gì thì bà con ấy coi em chụp hình em lại em gửi cho bà con coi ha, cây thành phẩm nha. Cây này cao hả? Chà, này cao này chắc này có 2 mét rưỡi em ơi. Bông nó là như là 5 6 7 gì à. Nó lộn xộn không biết khi chủ nhà người ta cũng không có nhớ nữa, rồi mình cũng biết. Ấy gì ta thấy cái lá này nữa. Thấy cây nó cũng sung coi nè. Thì người ta nói 5 6 7 cánh thì mình bứng người ta nói sao, mình nói vậy chắc cú là 5 đại đi chứ giờ mình nói ra khi mình bán rồi lỡ có gì cái chắc chở. Mà cái này đang lên xù quá nha. Ờ, chi cành đế rồi đẹp ok ha. Tiền bổ đế. Cây này là về là vô chậu mà đất này hồi xưa là đất người ta pha, người ta trồng là người ta pha ấy nghe bà con. Người ta pha chấu nha, chấu mà chấu ta nấu rượu hồi xưa, chấu cũ á. Người ta pha đất vô ha. Ờ, cây nó sung lên vậy đó. Đó. Là có mấy cái vách này nè là nó đang lên xù nha bà con. Nó đang lên hết nè, đang lên mấy chặng này hết ha, nhìn kỹ kỹ ha bà con, coi giờ xét giùm cho em ha. Đây đó, mấy cái nách này nè ha, nè đang bung ra này ha, mấy này đang bung bà con coi ha. Cây này là muốn mua, cây này cũng đáng siêu tầm nghe bà con. Rồi em đo cái hoành ha, quỳnh cây ha, cây hơi mắc tiền, quay hơi lâu chút rồi bà con coi thông cảm giùm cho em ha. Rồi đo chuẩn chẵn này ha, là nó 50 ha bà con. Rồi để đi quay qua một quận ha, đó. Là không có xéo thước xéo bọng nha bà con, 50 ha. Đó. Rồi để em đo cái chiều, cái chiều đế sổ của cây luôn ha. Trên cái này đo cái này, cái này ha, là nó 31 rồi bà con, cái bộ đế sổ ha. Rồi để em đo cái củ đặc của nó ha, củ đặc dưới này ha là nó 100 nha bà con, 106 nha. Đây để quay cho bà con coi ha, 106 nó coi cho kỹ rồi bà con, không có xéo thước xéo bọng gì ha. Rồi còn cái quỳnh đế của nó, quỳnh chiều ngang của nó coi, ngang nó làm như 90 bà con. Quỳnh ngang là 90. Ngang 90 á. Cái quỳnh cái cây này không, cái đổ đế này cái tổng thể nó ra dài ra là nó tới 150 bà con. 150 á, đế là ra tới đây hết luôn á. 250. 250 bà con. Đế nó ra hết trơn luôn, nhìn thấy ha. Chiều ngang cây này cũng cỡ 2 mét rưỡi, 2 mét 8 bà con. Rồi cây này là cây nãy cây số mấy rồi? Cây số 6 hả? Cây số 6, cây này là cây số 7 nè bà con. Nhớ giùm cho em ha, cây số 7. Chiều ngang này nó, chiều cao này nó 2 mét rưỡi. Chiều ngang là 2 mét rưỡi hoặc 2 mét 6. Hoành chuẩn nó là 50 bà con, hoành đế nó 106, còn hoành tròn hoành hết đế của nó luôn là 250. Rồi cây này em muốn giao lưu bà con ha là 65 triệu bà con. Em bao 300 cây số ha, cây này nặng lắm nha. Cây này là cỡ tầm cỡ 350 kg nha bà con. Dàn tàn lên trên luôn cỡ 350 400 kg nha. Độ sổ đế nó 31 em. Cây này rồi là 65 triệu bà con, 300 cây số nha.
Rồi tới cây số 8 bà con. Cứ bỏ đại luôn đi chú em ơi. Bỏ đại luôn đi, bỏ đại đi. Rồi tới cây số 8. Cây số 8 này là cây dảo nha bà con. Cây này là cây dảo nha, dảo hột nha. Dảo bông to nha bà con ơi. Mà nó dảo mà nó xù luôn nha bà con, em không dám cắt nha, chứ cây này là cây thường em lại em cắt rồi, em cắt làm cây phôi rồi. Thấy cây vàng dảo này nếu mua về cũng phải ghép lại thôi. Để em để cho bà con chơi thì muốn cắt sao cắt. Em để cái vàng tàn đi bà con muốn cắt sao cắt. Cây này nó xù luôn nha bà con, dảo mà xù. Cây này nó ra hình thú nha bà con. Cô nhận xét giùm cho em nha. Lâu lâu em mới lên cây lần bà con ơi. Lúc này kiếm cây cũng hơi ngặt quá. Săn được mấy cây giá nó cao quá. Thì cao em bán cao luôn, lúc nào có clip của tèo em luôn, lúc nào cao thì em bán cao, thấp thì em bán thấp cho bà con xài nha. Có gì thì điện thoại nói với em bà con. Mấy cây đẹp bây giờ mua rẻ cũng khó, anh em vô cũng săn tùm lum hết trơn. Rồi mình đo chiều cao ha. Cây này là cũng như là cây thú luôn á bà con. Để em đo chiều cao đi rồi nhận xét á bà con. Rồi chiều cao này nó là 2m. 1m8 à. Bỏ cái đọt chút xíu đi. Chiều cao 1m8. Đó cái hoành ha. Hoành cái này nó 35 nha bà con. Nó 34, 35 vậy chắc 34 đi. Hơi yếu một chút thì kệ đi. Phân phân tới đâu mình nhìn cây là mình mua biết rồi, bực biết rồi bà con ơi. Thấy đo cái chiều dài nó đo ngang thước luôn nha. Đó. Rồi, em đo cái cục đế của nó ha. Cục đế đặt của em đó ha. Đây. Này nó 100 nha bà con. Cây này là cây hình thú nha bà con, xù tới rễ cũng vẫn xù nha nè ha. Nè. Lên bà con coi giùm nghe dảo ha. Bà con coi ha. Nó có giò tay chân đầy đủ luôn nha. Chiều dài nó 36 bà con. Tới con rễ này ha. Rồi. Cây số 8 này muốn giao lưu bà con là 11 triệu nha bà con. Có tàn về chơi luôn à, cái dảo về bông bự á, dảo bông bự á. Có gì thì chụp hình gửi điện thoại Zalo cho em ha. Rồi. Rồi em còn cây búp hồng. Cây búp hồng bà con, đợt rồi ra tới ngoài Hải Dương xa quá em giao lưu không nổi. Em giao lưu không nổi bà con ơi. Bây giờ muốn giao lưu lại với bà con ha. Cái cây này để em đo cái si búp hồng nha bà con, như cái hòn vậy đó nha. Bà con coi giùm nhận xét cho em ha, bây giờ nó ra hết trơn ok hết ha. Nếu thiện chí thì tiếp tiền ship á, cho em á thì em còn ga nổi, còn hô ai bấy mà nặng quá. Cây này không gớt cả 400 kg bà con. Thấy vậy đó nha. Bây giờ lên bầu lên cũng không nổi nữa, phải đứng ở dưới rồi đó. Rồi đo chiều cao xôm xôm cho em luôn ha. 102. Chiều cao 102 bà con. 102 hoành này. Hoành này là 200 nha bà con. 200, còn hoành tổng hết trơn là có 300. Rồi cho nhanh lẹ cho bà con luôn cây này luôn, nó như cái hòn luôn bà con. Muốn giao lưu cho bà con ha, cây số 9 nha. Nhớ đánh chữ số giùm cho em nha bà con, cây số 9 muốn giao lưu 12.500.000 bà con. Bao 300 cây số ha. Rồi, em còn cây tứ quê, cây nhật quế bà con ơi. Nhật quế này đợt rồi giao lưu một giao của ông Thành các bà con ơi. Đó, bà con coi ha. Rồi đo nhanh lẹ rút cho bà con coi luôn ha. Rồi nó 1m6. Chi cành đầy đủ hết trơn, ra phôm nè. Cây này cây thừng nha bà con. Cây này cây thừng nha. Cây này cây thừng chứ không phải cây này là cây trong mô em rút ra. Tới giờ là la bông ra bông hai lần rồi đó. Giờ đang muốn ra nữa đó. Rồi em đo cái hoành luôn, nhanh lẹ cho bà con coi luôn ha. Đây. Ủa, đâu rồi? Lộn thước không? Lộn thước rồi.
phải không? Nghe chưa? Rồi cây này nó 79 rồi bà con. 79 ha. Lên chừng cỡ một tắc 7 là nó ra hai thân nha bà con. Cái hoành cái cây này, cái củ đế cây này, cái hoành này cũng cỡ hàng 200 nha bà con. Vòng vòng nha. Bà con coi kỹ xem xét giùm cho em ha. Cây thừng đàng hoàng em bao sống bà con ha. Cái này 2 tháng luôn nha. Mà cái này chắc sống thương thu luôn rồi, nó sống rồi. Rồi cái này em muốn giao lưu bà con là 12 triệu nha bà con. Rồi, tới cây số này cây số 10. Còn cái số 11 nha bà con. Rồi. Ra ngoài này luôn. Em còn cây tứ quý tàn bà con ơi. Mới đem về nặng quá không đem vô nhà được. Rồi, cây tứ quý tàn. Bà con coi ha, cây này cũng để đất nặng quá rồi lên không được nha bà con. Ngang đây nó 3 thước. Cây này nó có 3 mét rưỡi rồi bà con ơi. Chiều cao 3 mét rưỡi, bề ngang cũng cỡ 3 mét hoặc 3 mét 4 nha bà con. Nè, đế rễ cũng có rồi bà con. Coi cho em ha. Dàn đế này đế chìm nha, nó một bên nổi một bên chìm nha bà con. Bên nổi bên chìm. Cái đế nó vậy. Đó, bà con coi ha. Đế thì ra nè, cái đế ở đây nè. Đó. Cây này nó một cốt rồi bà con. Lên trên nó chừng cỡ một mét mấy rồi nó mới mét rưỡi gần mét sáu nó mới ra mấy cái thân trên nha bà con. Rồi em đo cái câu đi ha, rồi cho em nó ấy, rồi em đo cái hoành. Rồi. Hoành cây này nó 49 rồi bà con ơi. 49. Coi. Cây đế ha, bề ngang nè, em mua bề ngang thôi ha. Bề ngang này nó 82 nha bà con. Củ đế bà con thấy ha. Nó thoát chân lên là 47 nha bà con. Ồ 46. Nó một cốt rồi bà con. Nặng lắm mà, ngay ngày này vô nhà vô không nổi, em bỏ ngoài nha bà con ơi. Rồi cây này em muốn giao lưu với bà con là cây số 11 ha, là 28 triệu. 300 cây số luôn nha bà con ơi, cây này nặng lắm đó nha. Ừ. Rồi. Nặng lắm. Tới cây số 12 là cây ổi nha bà con. Em có cây ổi em nuôi thừng rồi đó, em mới dám giao này ha. Ổi mà nuôi thừng ra trái luôn nha. Ra trái luôn mới dám giao. Cái này nó cao quá trời cao trên trển. Rồi cây này mình tính có 3 mét rưỡi đi. 3 mét rưỡi chiều cao. 3 mét rưỡi chiều cao nha bà con ơi. Rồi hoành em đo theo vị trí này luôn. Là nó 68 luôn. Rồi 68 nè, nó ra lông lá đầy đủ cho luôn bà con ơi. Rồi cây ổi cây số 12 này, cái dáng siêu siêu này em muốn giao lưu với bà con là 7 triệu nha bà con. Em bao 300 cây số nha. Cái này nặng lắm, em để ngoài không đó. Rồi. Rồi cuối clip như cây ổi nha, em cũng hết cây, em được 12 cây nha bà con. Mong bà con thêm kinh ủng hộ ha, và cảm ơn bà con cô bác gần xa trong lúc vừa qua giao lưu với tụi em ha. Em muốn rất cảm ơn ha. Dạ xin chào.